mình có một bị quần áo đây mình tặng cái chú này để đây anh con bó quần áo nè, đây con bó quần áo cũ nè anh tặng anh đó. Vâng, cảm ơn. Đó, đây là chiều mình đứng ở chỗ cây xăng. Đây, rớt. Trời. Chở được hết không? Cầm cái nắp, cầm cái nắp không? Rồi. Đây. Đó là giờ cao điểm ở Mãi Dòng. Đường Giạc Xanh, cái là đường bên kia là đường không biết đường gì, không biết luôn. Hồi xưa là đường Độc Lập mà bây giờ mình không biết là đường gì luôn. Đường Thống Nhất. Còn bên này là Thái Nguyên. Đúng rồi, ngay góc Mãi Dòng là Thái Nguyên, Giạc Xanh với là Thống Nhất. Buổi chiều đông dễ sợ luôn, xe nhiều đủ loại hết. Biết là đồ mình liệng ra dọn nhà của bà chị đó, liệng ra là cứ 5 phút là có một đợt người tới họ lượm hết rồi. Đây, ở trên lầu chú em của mình ở trên lầu, liệng xuống thì có cái cô này có lượm nè, mình liệng xuống là có người lượm. Hồi nãy giờ 3-4 người đi rồi. Đây em, cái này nè, cái này có lấy không hả? Cái bạn ủi nè hả? Cái gì, cái ủi quần áo hả? À thì liệm xuống dây. Đó nó liệm xuống như cái túi nè, cái này. Ê, cái này xài được nè em, cái bị đeo nè, cái túi đeo á tao. Ừ, tụi tao, tụi anh phải liệm trước khi bà chị bà thấy, bà không có cho liệm. À, tụi tao liệm hết à, dọn cho sạch. Đó, mình liễn ra là có người lượm. Còn nữa không? Ok, thank you. Đó, hồi nãy giờ mình liễn cũng cả khoảng 1-2 tiếng đồng hồ mà có 3 đợt người tới lượm luôn. Hồi nãy có ông già, rồi bây giờ cô này trẻ, hồi nãy có cái cô nữa. Mỗi lần liễn xuống là có người họ đi ngang họ lượm mà, lẹ thiệt á. Mà thấy ông đời bất hạnh, Nha Trang nhìn giàu khó gì chứ, biết bao nhiêu người rất là khổ sở, khổ cực kiếm miếng ăn. Thôi chào anh em nha, thích cái video này nhớ đăng ký cho mình nha. Đây này mấy cái bị này để mình lượm ra mình đưa cho cái cô này mới được nè em. Anh không biết cái này cái gì trong này nè, mày chở được không? Nào, em đi về đâu vậy? Lê Hồng Phong ở đây bao xa? Ok. Đó, mình cứ có rác mình bỏ ra là có người họ soạn, họ lấy. Cái cô kia vừa đi thì cho cổ vài hộp sữa. Đó, là cô kia vừa đi xong là có cô này tới soạn lại một mớ nữa. Tội nghiệp dễ sợ luôn. Họ cũng phải ráng sống, họ đâu có liệu gì đâu. Coi cái thật lon kia mà họ, cái lon sữa không, họ cũng lượm lại dây vỏ chai nhựa này nọ, họ lượm lại hết, không có liệu gì đấy. Đó, họ không chừa một cái gì hết á. Tội nghiệp dễ sợ luôn. Không, mà chị này cũng sang, là chị này còn có xe thì, chứ hồi nãy là cái chú kia là đi xe đạp. Thấy không, nghèo rớt mồng tơi nhưng mà họ chịu khó làm ăn, chịu khó làm, không có, thấy không, họ đó, họ lượm. Đây chú em mình cho một mớ sữa. Thì cho đi, ai nói gì đâu. Ừ, đó, không có, ở Việt Nam mình không có phí một cái gì hết á. Rồi họ làm sao lấy xong, họ soạn xong rồi bỏ
bỏ rác lại vô bị cho mình cho sạch sẽ, chứ họ đâu có bày bừa ra đâu. Đó. Thôi, chú em của mình cho nguyên một thùng lịch sử luôn. Đó. Tặng nguyên một thùng sữa.